Rồi, hello, xin chào mấy anh em ha. Chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha anh em. Thì bữa nay tiếp tục giới thiệu cho anh em là một số sản phẩm anh em ha. Thì bữa nay sản phẩm anh em thì nó bao gồm cũng nhiều lắm, khoảng 200-300 sản phẩm. Thì sản phẩm em cũng về liên tục đó anh em. Thì bữa nay em tiếp tục giới thiệu cho anh em là một số như là con chim giả và lo để bắt mấy chim giả ha. Để mình tiếng chim, khi mà có những chim giả rồi mà tiếng lo lên á thì mình bẫy anh em. Thì chim giả thì mấy con chim giả này thì em bắt á anh em cũng săn bắt được rồi, em lột da em kêu vô ha, sấy khô rồi bán cho anh em ha anh em. Thì những con chim này là những con chim sống anh em, sống mà lột da ha. Thì sẵn em báo giá cho anh em luôn ha anh em. Thì đầu tiên em giới thiệu cho anh em là cái con bì biệp nha anh em. Thì con mì biệp này cũng vậy ha, hàng này hàng sống mà lột da bơm keo vô nha anh em. Thì con mì biệp này thì em bán giá là 170 anh em. Thì anh em thích mẫu, thích con mì biệp này cứ alo em ha, alo em giao hàng toàn quốc anh em. Thì số điện thoại em để trên màn hình trên tiêu đề đó, thì anh em cứ điện số đó ha, thì số đó là nhắn tin Zalo ha anh em, thì em gửi hàng cho anh em ha. Rồi tiếp theo anh em là con này, con cúc nha anh em, con cúc ha. Con cúc này thì em bán giá là 140 nha anh em. Cúc này 140 ha. Rồi tiếp theo anh giới thiệu cho anh em là con này là con quất nha anh em. Quất ha. Con này quất trống nhìn đẹp lắm nha anh em, lông bứt rượt ha. Thì con này thì em bán giá là 170 luôn nha anh em, 170 luôn ha. Thì những con này là những con mới bắt lột da đó nha anh em. Bắt lột da ha. Anh em nhìn thấy con nào nấy đẹp lắm nha, lông bứt rượt ha. Rồi con này là con mắt xéo nha anh em. Xéo ha. À, em nhìn nè, anh em thích con nào cứ alo em ha, em giao hàng toàn quốc ha. Con này con dần nghịch nha anh em. Đó, anh em thích con nào thì cứ alo em ha. Rồi con đó là hai con đó là hai con cúm núm nha anh em, cúm núm mái ha. Thì hai con cúm núm mái thì em bán giá là 250 một con nha anh em. Thì con cúm núm mái với cúm núm trống thì nó công dụng nó cũng như nhau thôi. Thì khi mình bật cái lo lên thì nó chạy lại ha, mà tùy theo anh em thích ha. Con mái con trống thì nó mắc tiền hơn con mái nha anh em, trống mắc tiền hơn ha. Rồi ngoài ra em có bán cái lo ha anh em, thì cũng giới thiệu xưa cho anh em hiểu về cái lo này ha. Thì cái lo này là cái dòng lo WS898 ha. Thì lúc trước em bán cũng nhiều dòng lắm nha anh em, thì em bán giá thành từ 300, 400, 500, 700, 900, 1 triệu mấy, 1 triệu 3, 1 triệu 4 cũng có ha. Nhưng mà tùy theo cái hàng điện tử nha anh em, hàng điện tử thì mình xài hên xui ha. Thì nhiều khi mình mua những cái lo mắc tiền về mình xài một vài tháng thì nó hư ha anh em, thì lúc đó thì mình cũng uổng tiền anh em. Bây giờ mình mua ra cái lo mắc tiền. Còn cái dòng lo này là giá thành nó dòng chung, nó dòng chung ha. Thì nhưng mà nó xài cực kỳ bền nha anh em, bền mà âm thanh nó ổn nữa, nó nghe rõ mà nó xa nữa nha anh em. Em test lo cho anh em coi ha. Cái này là em nhận nó nhỏ nha anh em, còn nhiều số lớn lắm ha. Đó, nhận nhỏ ha. Thì cái dòng loa này là nó mới nhất bây giờ nghe anh em, có bluetooth đầy đủ tính năng hết trơn ha. Em bảo đảm nha, bảo hành cho anh em là cái loa này là loa mới 100% nghe anh em, loa mới 100% ha. Anh em à, rồi cái lo của bên em là lo mới 100% nghe anh em, lo mới 100% ha, em nhập công ty về ha, lo mới 100% nghe anh em. Không phải mà ngoài thị trường thì cũng có bán nhiều giá lắm nghe anh em, nhiều giá khác nhau lắm ha. Thì hiện tại cái lo này em đang bán giá là 480 nghe anh em, 480 là chưa bao, 480 là chưa có phí, chưa có cái có thể nhớ trong ha. Còn nếu thể nhớ là 560 nghe anh em, thì thể nhớ em cài cho anh em tiếng chim là 48 tiếng chim ngày ha. Thì một tiếng như vậy là một cái thẻ nhớ á. Là không là em đã bán 150 rồi. Khi mà anh em mua cái lo này không 480, còn có thể nhớ nữa là 560 ha, cũng như là thẻ nhớ em cài dùm cho anh em ha. Khi em bán lo em cài cho anh em luôn, chứ tính là những cái thẻ này không có ha anh em. Mình thẻ nhớ này 2 GB em cài bán không lòng, cái thẻ là đã là 150.000 rồi nghe anh em. Em cài 48 tiếng chim ha, còn tiếng chim đêm á là một con là 150.000 nghe anh em. Thì tiếng chim á là em cài là 4-5 phút, 5-6 phút chứ không phải là em cài ngắn ha. Một con á thì tiếng chim bên em thì em tự làm chứ không có ấy ha. Thì tiếng chim bên em thì chẳng hạn như tiếng chích hay là ngôn quốc gì bên em thì từ xưa giờ em bán nhiều lắm nghe anh em. Thì em ở Cà Mau thì tiếng anh em biết tiếng chích thì từ xưa giờ là nó em bán như thế nào ha. Thì
một con vậy là 150 ngàn nha anh em, một con đem là 150 ngàn ha. Thì cái lo này á là cái nhà sản xuất nó là được 300 mét anh em, nhưng mà trường hợp nào mà anh em muốn xài xa hơn nữa, mình kéo cây anten lên ha, mình để trên cây nghe anh em, thì để trên cây thì nó sẽ xa hơn từ 50 đến 100 mét nữa nghe anh em, là từ 350 đến 400 mét ha. Thì cái lo này là xài cực kỳ bền nha anh em, giá thành nó dùng chung mà nó xài cực kỳ bền ha. Thì lo đồ điện tử mà anh em xài tới 4-5 năm, năm số năm thì chuyện bình thường, là nó là cái lo là gì là ok lắm rồi đó nghe anh em. Thì lo này chẳng hạn như mà mình cứ để là mình vô tình mình để làm rớt 1-2 cái thì nó cũng không đến nổi ha, đừng cứ rớt nhiều quá hư nghe anh em, đồ điện tử mà. Thì phải chịu ha, nhưng lo của bên em giao về tới tay anh em á, cho anh em được quyền kiểm tra thoải mái ha. Lo toàn bộ lo mới 100% nha anh em, không có phải nhà sửa mà dán tem hay là gì ha. Thì giá thành em bán cũng giá là chuẩn luôn nha anh em, giá này là giá chuẩn luôn chứ không có cao mà cũng không thấp ha anh em. Thì em bán giá là 480 anh em, 480 hàng mới 100% ha, mới 100% ha. Thì khi mà lo mà giao về tới tay anh em á là em kiểm tra là đầy đủ tất cả các chức năng ha, khi giao về anh em là xài liền chứ không có vụ mà hư mà đổi tới để lui ha anh em. Khi mà giao về tới anh em là hàng xài ok nha anh em. Thì em cũng test sẵn một cho anh em là một ngày luôn ha, em để bên chuồng cu, bên em có cái chuồng cu em để bán ha, để cho nó, để cho nó em test thử nó độ thứ cầm pin và đầy đủ chức năng cho anh em, rồi khi em mới giao về cho anh em ha anh em. Thì thì cái lo này thì trong này thì nó hộp nó đầy đủ phụ kiện trong này ha, cục sạc, một cái mít đầy đủ trong này cho anh em, thì điều khiển đồ đầy đủ cho ha anh em. Thì khi lo giao về cho anh em thì đầy đủ ha. Thì anh em nào muốn cần có mẫu nào thì cứ alo em anh em. Thì ngoài ra em có bán một số phụ kiện đi kèm theo nó ha, chẳng hạn như là cái lo, cái pin đi theo máy này anh em. Thì cái pin này thì em bán giá là 101 anh em theo máy ha, chẳng hạn mình xài thời gian lâu dài thì nó bị chai pin á, thì mình có bán đồ mình thay ha. Cái này pin dự phòng nè, đều sạc được 2-3 ngày nha, sạc theo đem theo xài được 2-3 ngày ha. Thì cái này thì em bán giá là 101 bằng giá luôn nha anh em. Rồi cái này là cục pin dự phòng, ủa cục pin 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 đầu mót ha, cặp với 30 ngàn. Rồi cái đầu mót này thì em bán rồi luôn nha anh em, anh em hư cái nào có nó bán đó ha. Cái này đồ điều khiển thì điều khiển này em bán giá 140 nha anh em, xài nhớ về bấm công tắc ha để không nó hao pin nha anh em. Rồi cục sạc này em cũng bán giá là 140 luôn nha anh em, sạc chưa chọn ha. Này anh em thấy cái lo nào có dòng này thì anh em cứ lấy sạc được ok nha anh em. Ở này là cái túi nha anh em, túi đựng lo ha. Túi đựng lo này thì nó làm bằng giấy nhung mềm nha anh em, giấy nhung mềm ha. Thì hiện tại đang bán giá là 100 ngàn nha anh em. Rồi nó có hai cái túi hai bên ha, ngoài trước có cái túi này nha. Mình thấy đựng pin, đựng dự phòng, đựng đồ mod, đựng điều khiển được ha anh em. Thì cái túi đựng lo này thì nó đựng được mấy cái mẫu lo này mới giờ, lớn bây giờ nha anh em. Lớn bây giờ ha, 100 ngàn nha anh em. Anh em thích mẫu nào cứ alo em ha anh em, thì em gửi hàng đóng hàng, anh em đặt hàng hay đóng hàng gửi sớm về cho anh em ha. Thì những chim giả này là đều lục dao bông kem nha anh em. Lần nữa cảm ơn mấy anh em nhiều, chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em lần sau nha anh em.